Liên tục thiếu chủ. Trải qua 7 năm, diệt trừ cái xấu khắp 4 phương, biên giới Hoa Quốc cũng hòa bình trở lại. Vì có công lao to lớn, đặc biệt phong thần hoàng, thần hoàng đại nhân. Trải qua 7 năm, dẹp im biên giới, mở rộng lãnh thổ. Xin hãy nhận lấy tước vị thần hoàng. Xin nhận tước vị thần hoàng. Bắn cho ta. Ác ma bên ngoài lãnh thổ, còn dám đến đây nộp mạng sao? Tự cao tự đại, Đường Vũ, ngươi tiêu diệt thế lực của ta ở Tứ Hải. Hôm nay ta triệu tập các thủ lĩnh ở biên giới đến tiêu diệt ngươi. Phải. Món nợ ở Nam đảo của chúng ta, hôm nay đã đến lúc thanh toán. Kẻ nào xâm phạm lãnh thổ Hoa Quốc chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Các ngươi đã 3 lần 4 lượt xâm phạm Hoa Quốc, nhưng mà cũng tốt, hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết lũ ác ma từ phương xa các người. Đừng vanh váo, không giết được ngươi thì vẫn còn vợ và con gái ngươi. Con gái ta, con bé đang ở đâu? Ngươi biết cũng muộn rồi, nó sắp chết rồi. Bạch Long, cho cậu 3 phút điều tra ngay con gái tôi đang ở đâu. Rõ. Kính thưa quý vị khách quý, chào mừng đến với phòng đấu giá ngầm. Hoan hô. Bắt đầu đi. Tiếp sau đây là màn đấu giá đặc sắc của ngày hôm nay. Tin chắc sẽ có nhiều người muốn có được cô ấy. Mau nói đi, mỹ nữ đẹp nhất Kinh Hải. Tô Hà. Là Tô Hà thật kia. Tôi cũng muốn. Mau ra giá đi. Tôi mua trước, mọi người bình tĩnh nào. Miễn là mọi người đủ khả năng đấu giá, người phụ nữ này sẽ làm hài lòng mọi nhu cầu của mọi người. Tôi có tiền. 500 ngàn. Phim được cởi một lớp quần áo. 1 triệu. Đeo thêm một món đồ chơi cho cô ta. 50 triệu. Mọi người có được người phụ nữ này đem về nhà vui đùa thoải mái. Mau lên, cô ta là của tôi, Tô Hà. Để tôi dùng tất cả đồ chơi lên người cô ta. Cởi đồ cô ta ra. Cởi hết ra. Cởi đi nào. Trói cô ta lên. Dùng roi ra quất cô ta. Quất roi ra lên người cô ta. Bà xã, anh đến cứu em đây. Ai đó dám làm càn trên địa bàn Tư gia. Đường Vũ, sao anh lại đến đây? Anh mau chạy đi. Mau chạy đi mà. Bà xã, từ nay trở đi sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Tôi còn tưởng là ai. Hóa ra là chồng của con khốn này. 7 năm trước ngươi đã đắc tội với Tiêu thiếu gia, còn bị người cha ngu ngốc của ngươi đuổi ra khỏi Kinh Hải. Sao thế? Hôm nay lại trở về nộp mạng sao? Làm ơn, cầu xin anh, đừng động đến chồng tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Cầu xin anh, buông tôi ra. Thứ ngu xuẩn, thứ bám váy phụ nữ. Ta khinh.
thật là mất mặt đàn ông. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị. Nhìn người đàn bà của mình bị bọn ta làm nhục. Phim được dịch thuyết minh. Ngươi muốn chết chứ gì? Tại phim châu Á. Thằng danh, người chống lưng cho ta là Tiêu gia. Ngươi dám làm càn sao? Nào, xông lên cho ta. Không phải ngươi muốn cởi quần áo sao? Muốn chết à? Dám động đến ông đây. Xử hắn cho tôi. Sau đó lôi ra cho chó ăn. Hỗn sự. Dám bất kính với thần hoàng. Bạch Long, ở đây gặp người nào tiễn người đó. Tất cả đều tiễn về trời hết. Rõ. Quà mừng của Trần gia đã đến. Một cặp san hô ngọc bích. Quà mừng của Vương gia. Một viên kim cương Nam Phi. Mẹ, Lục Chí Minh cũng máu mặt thật. Chỉ một hôn lễ thôi mà cả Kinh Hải đều ngước nhìn. Mẹ xem những thứ này đều đáng giá trăm triệu cả đấy. Đúng vậy. Lần này Tô gia chúng ta đã một bước lên mây. Cô đừng quên, tập đoàn Châu Thị Châu Hải tặng 100 lạng vàng, hai căn biệt thự tại Vịnh Hoàng gia Kinh Hải. Chúc Tô tiểu thư và Lục đại thiếu gia trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Sao không thấy bác Châu đến? Cha tôi được ủy thác triệu tập các cao thủ võ lâm, bí mật làm chuyện đại sự, hy vọng Lục công tử rộng lòng bỏ qua. Hiểu mà. Nghe nói Đường Vũ đã quay về. Đúng vậy, nhưng tôi muốn cho hắn một con đường sống. Tôi sẽ nhốt hắn vào nhà tù Phượng Hoàng Thần Điện, để hắn ở trong đó cả đời. Vậy cũng được, cho hắn nếm mùi đau khổ, cho hắn biết đắc tội với chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp. Phượng Hoàng Thần Điện gửi qua mừng. Phượng Hoàng Thần Điện sao? Xem ra Lục Chí Minh rất có danh tiếng. Đây chắc chắn là quà cưới mà Phượng Hoàng Thần Chủ gửi đến. Báu vật đấy. Này, con rể hiền của mẹ, mau chóng mở quà ra đi, để xem bên trong là báu vật gì. Đúng đó, anh rể, mau cho mọi người chiêm ngưỡng quà mừng của Phượng Hoàng Thân Chủ. Món quà lớn như vậy hẳn là có giá trị lắm. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người mở mang tầm mắt. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đây không phải là quà mừng mà Phượng Hoàng Thân Chủ tặng cho tôi. Đây đương nhiên là quà mừng của Phượng Hoàng Thân Chủ. Cậu, đồ phế vật, sao cậu dám, cậu còn dám đến đây sao? Con rể, cơ hội báo thù cho Tiêu gia đến rồi. Đồ rác rưởi, dám giả danh Phượng Hoàng Thần Điện sao? Thật không biết trời cao đất dày. Bà xã, anh đến đón em đây. Xin lỗi, đã để em chịu ấm ức rồi. Đường Vũ, sao anh lại đến đây? Tôi không còn liên quan gì đến anh nữa. Chuyện của tôi không cần anh lo, anh đi đi. Không thể đắc tội với người của Lục gia đâu. Em yên tâm, anh sẽ cứu Huyền Nhi và cả em nữa. Anh không sợ Lục gia, và họ không đáng để anh sợ. Nói mà không biết ngượng. Cái đồ phế vật, cả Kinh Hải này không ai dám hỗn sự với Lục gia như vậy. Cô là ai? Đại nhân vang danh khắp trốn, tiếng tăm lừng lẫy. Lục gia ở Kinh Hải này hoàn toàn không phải là đối thủ của đại nhân. Vàng danh khắp trốn, tiếng tăm lừng lẫy. Ảo tưởng à? Chờ đã, đây là quà do chính tay Phượng Hoàng Thần Chủ trao tặng. Anh làm nó hỏng, không sợ thần chủ nổi giận tàn sát hết Lục gia sao?
Hỗn sược, Lục công tử là người của Lục gia, có lão thần chủ chống lưng. Thần chủ sao có thể làm khó Lục công tử? Tôi thấy thứ này chắc chắn là giả. Có kẻ mạo danh thần chủ gửi nó đến. Chắc chắn là như thế. Tôi và Phượng Hoàng thần chủ là bạn thâm giao, thuộc hạ của thần chủ, sao có thể trở mặt với tôi? Anh nằm mơ đi. Hỗn sược, mở to mắt chó của anh mà xem, trên quan tài khắc cái gì? Ấn Phượng Hoàng. Làm sao có thể chứ? Thật sự là quà thần chủ tặng sao? Lục công tử, có phải anh đã đắc tội với Phượng Hoàng thần chủ không? Nếu Phượng Hoàng thần chủ có hiềm khích với anh, vậy chị gái tôi lấy anh không phải là chọc giận thần chủ sao? Mẹ, làm sao đây? Không thể nào như thế được. Lão thần chủ đã hứa với tôi sẽ không để Phượng Hoàng điện làm khó tôi. Chuyện gì đây? Tôi biết rồi, chắc chắn là tên rác rưởi này mượn oai của thần hoàng điện rồi ra vẻ ở đây. Đường Vũ, tôi cho anh 3 giây. Chỉ 3 giây thôi, anh mau quỳ xuống xin tôi tha mạng. Tôi sẽ tha mạng cho anh. Nếu không, tôi sẽ báo với lão thần chủ, để ông ấy trừng trị anh. Lão thần chủ nào vậy? Chẳng qua lão chỉ là một lão già, gần đất xa trời. Anh tưởng tôi sợ ông ta sao? Anh tiêu đời chắc rồi. Dám sỉ nhục lão thần chủ, tôi sẽ nói với ông ấy. Anh đừng hòng bước qua cánh cửa này. Lục công tử, tôi biết rồi. Ấn Phượng Hoàng này chắc chắn là do anh ta trộm ở Phượng Hoàng Điện. Thần chủ đại nhân chắc chắn không biết chuyện này. Hắn thấy anh thân thiết với lão thần chủ nên mượn chuyện này để dọa anh. Anh đừng tin hắn. Đồ khốn kiếp, cậu đã bị sự uy phong của Lục công tử dọa ngu người phải không? Đồ của thần chủ cũng dám trộm. Cậu đã đắc tội với Lục gia, lại còn đắc tội với thần chủ. Đời này cậu đã tiệt đường sống rồi. Tu Hà, con nhìn đi, con còn muốn ở bên hắn nữa không? Đường Vũ, những lời họ nói có thật không? Vì cứu em mà, anh trộm Ấn Phượng Hoàng sao? Oan có đầu, nợ có chủ, anh mau tạ lỗi với Lục công tử đi. Chúng ta đấu không lại Lục gia đâu. Anh dám đến gây chuyện trong đám cưới của tôi, hôm nay tôi cho anh một đi không trở lại. Lục công tử, tôi xin anh tha cho Đường Vũ. Anh mau tạ lỗi với Lục công tử đi. Trước mặt tôi còn chơi trò, vợ chồng tình sâu nghĩa nặng à? Đường Vũ, anh đi mau đi. Vẫn còn tơ tưởng đến hắn sao? Đúng là hạng lẳng lơ. Lục Chí Minh, anh dám động vào người phụ nữ của tôi, chiếc quan tài này sẽ là quà dành riêng cho anh. Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là thứ rác rưởi. Đừng tưởng rằng anh còn là Đường đại thiếu gia của trước đây nữa. Dám đắc tội với thần chủ, anh chẳng còn sống được bao lâu đâu. Bất kính với đại nhân, không muốn sống chứ gì? Cô dám đánh tôi? Lục công tử, anh phải trả thù cho em. Vì chuyện hôn sự của anh mà em bị cô ta đánh. Tình thế thay đổi rồi, tôi đã thông báo cho lão thần chủ. Lão thần chủ sắp đến rồi, đợi lão thần chủ đến, các người sẽ không yên đâu. Lão thần chủ đến, kẻ nào không biết lớn nhỏ, dám đến đây gây chuyện. Lão thần chủ, hai tên rác rưởi này không chỉ phá hỏng đám cưới của tôi, mà còn giả danh Phượng Hoàng thần điện. May mà ông đến, nếu không, kế hoạch của bọn họ đã thành công. Đúng là ăn gan hùm. Phượng Hoàng thần điện của tôi dễ dây vào vậy sao? Ai cũng mạo danh được. Cho các người 3 giây, mau quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi. Lão già thối, ông có nhận ra cái này không? Ấn Phượng Hoàng. Lão thần chủ, ông đừng bị bọn họ lừa. Bọn họ đã lấy trộm ấn của ông đấy. Đúng vậy, lão thần chủ, tên phế vật Đường Vũ này, vì cứu Tô Hà mà không từ bất cứ thủ đoạn gì. Ông phải lấy lại danh dự cho Phượng Hoàng thần điện và trừng trị hai kẻ mạo danh này. Đúng là chán sống. Ngay cả Ấn Phượng Hoàng của Phượng Hoàng thần điện cũng dám trộm. Thần chủ Phượng Hoàng thần điện quá vô dụng, ngay cả tín vật quan trọng cũng không trông giữ được. Thôi, hôm nay tôi sẽ giúp Phượng Hoàng thần điện một lần nữa. Đây là Phượng Hoàng thần trưởng của Phượng Hoàng thần điện. Sao có thể? Cô là ai? Mở to mắt chó của ông ra nhìn xem. Giả thần giả quỷ, tưởng tháo mặt nạ ra thì mình thành nhân vật tầm cỡ à? Đồ khốn kiếp, dám sỉ nhục thần chủ hiện tại của Phượng Hoàng thần điện. Ông nói gì? Sao có thể thế được? Lão thần chủ, sao ông lại đánh Lục công tử? Kẻ thù của chúng ta là Đường Vũ. Tiện nhân, là do cô khiến tôi hiểu lầm. Ấn Phượng Hoàng là một vật quan trọng, sao có thể bị trộm chứ? Chu Phượng, sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở ngoại thành bảo vệ biên giới sao? Biên giới ngoại thành đã được dẹp yên rồi. Lão thần chủ ông đã nghỉ hưu,
sao không ở nhà tĩnh dưỡng, lại lợi dụng danh tiếng Phượng Hoàng Thần Điện lộng hành bên ngoài. Ông to gan thật đấy. Chu Phượng, dù sao tôi cũng là thần chủ đời trước của Phượng Hoàng Thần Điện. Cô nể mặt tôi, đừng làm khó Lục Chí Minh nữa. Tôi có thể nể mặt ông, nhưng trước mặt đại nhân, mặt mũi của ông đáng giá bao nhiêu chứ? Tự mình suy xét đi. Đại nhân, anh ta là thần hoàng mới nhậm chức sao? Câm miệng, thần hoàng không phải người mà ông muốn gọi là gọi. Đại nhân, tôi sai rồi. Thuộc hạ ngu xuẩn, thuộc hạ đáng tội chết, lão thần chủ. Thế còn tôi phải làm sao đây? Cậu suýt hại chết tôi rồi đấy. Đại nhân, Lục Chí Minh, tùy ngài xử lý, cái thứ tàn dư của gia tộc bị diệt môn. Chẳng lẽ thân phận còn cao quý hơn Phượng Hoàng Thần Chủ sao? Lão Thần Chủ, ngài đừng để bị che mắt. Đường Vũ chỉ là thứ phế vật thôi. Chết đến nơi rồi, còn không biết. Thật đáng thương. Lục Chí Minh, hãy tự kết liễu mình đi. Sự cậu chỉ làm bẩn tay tôi. Gọi ông một tiếng Lão Thần Chủ là giữ thể diện cho ông lắm rồi. Ông bảo hắn ta trừ khử tôi, hắn ta là ai chứ? Phế bỏ tứ chi, đưa đến thủy lao của thần điện. Anh muốn chết thì tôi sẽ cho anh được tọa nguyện. Đây là do các người ép tôi. Đại nhân, đã khiến ngài hoảng sợ rồi. Lão già chết tiệt, tôi đưa cho ông nhiều tiền như vậy, mà bây giờ ông cắn ngược lại tôi. Đồ chó, tôi sẽ xé xác các người thành từng mảnh. Hai người, cái thứ rác rưởi, thế mà các người lại dám sỉ nhục Lục đại thiếu gia. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, con gái tôi đâu? Con gái anh, làm sao tôi biết? Đường Vũ, hắn và Tô Nhã đã thông đồng với nhau bắt cóc Uyển Nhi rồi. Vừa nãy Tô Nhã còn lấy Uyển Nhi uy hiếp ép buộc em gả cho hắn. Tôi khuyên cậu hãy nghĩ cho kỹ, tôi đếm đến ba. Nếu cậu còn không nói nơi giấu Uyển Nhi thì cậu buộc phải đền mạng. Đường Vũ, thả Lục công tử ra. Anh đừng nghĩ anh có thể lừa được tôi. 3, 2, khoan đã, bây giờ tôi cũng không biết. Tôi đã bảo Tô Nhã giao con gái của anh cho Chu gia. Chu Hải ở đó, có thể hắn biết. Cái thằng thiếu chủ Lục gia chó đẻ, đồ phế vật yếu đuối. Còn cậu, đừng nghĩ rằng có vài cao thủ bảo vệ thì ra vẻ kiêu ngạo. Đường Vũ, anh mau đi đi, mau đi cứu Uyển Nhi. Con khốn, làm gì thế hả? Cậu dám xử tôi ư? Xử tôi đi, tôi mà mất mạng thì cả đời này cậu đừng hòng gặp được con gái mình. Xuống địa ngục đi. Có người ngủm rồi. Cứu mạng. Mẹ, tôi đã cho các người rất nhiều cơ hội rồi, nhưng tại sao các người lại cứ ép tôi, làm nhục vợ tôi, bắt cóc con gái tôi, trừ khử cả nhà tôi? Các người thật sự nghĩ Đường Vũ này là người có thể tùy tiện động vào sao? Chu Phượng, có, bắt hết bọn họ, tống cổ vào thủy lao của Thần Hoàng Điện, vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời. Tuân lệnh. Đường Vũ à, đừng mà. Con rể à, con rể tốt của mẹ, con không thể làm thế. Mẹ, mẹ là mẹ của Tô Hà, là mẹ vợ của con, xin hãy tha cho mẹ. Tô Hà, Tô Hà, mẹ xin con. Con nói đỡ cho mẹ một tiếng đi. Mẹ biết cậu ta nghe lời con nhất. Mẹ cầu xin con, sau này chúng ta sẽ không dám nữa. Mẹ à, đừng cầu xin họ. Nếu họ muốn con chết, con nhất định không để yên cho họ. Sao cô dám vô lễ với phu nhân? Tôi sẽ để cho các người nếm mùi độc thủy lao kinh khủng nhất, để các người bị tra tấn đến hóa kiếp. Tô Hà, em cầu xin chị đó. Em cầu xin chị, là em với mẹ có lỗi, nhưng tôi không đến nỗi phải đền mạng. Đừng bắt em vào thủy lao có được không? Nếu như thật sự phải vào đó, vậy thì để mẹ xuống đó một mình đi. Là em bị bà ta ép. Được lắm, con nhỏ Tô Nhã này, cái thứ ăn nói hàm hồ. Tô Hà, con gái ngoan của mẹ, con bắt em con xuống thủy lao đi. Con nhỏ này, tao cho mày đi chầu ông bà luôn. Tô Hà, hai người này, hai người đi đi, tôi không muốn gặp lại các người nữa. Mẹ đi đây, phán liền đây. Tao không có đứa con gái như mày. Tai họa ập đầu, là mày liền đẩy mẹ vào con đường chết. Tài sản nhà họ Tô, cả đời này mày cũng đừng mơ đến. Bà đừng ép tôi. Bà già, nếu bà dám không đưa gia sản cho tôi, tôi bóp cổ bà. Đây là chuyện của họ, hãy để họ tự giải quyết. Quả báo không trừ một ai, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Vợ đừng buồn, sau này có anh bảo vệ em. Đại nhân, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, anh cứ coi tôi là rác, rồi thả tôi ra bãi rác cũng được.
Lục Chí Minh, bây giờ cậu mới biết cầu xin tha mạng sao? Hơi sớm quá đó. Muộn rồi. Được. Bây giờ anh mà xử tôi thì Lục gia tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Anh cứ chờ đi, chờ ngày anh bị băm ra thành trăm mảnh. Tôi đã từng thề, Đường gia mất thứ gì, tôi sẽ đòi lại tất cả. Kẻ nào hãm hại Đường gia, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, kể cả sáu đại gia tộc. Đường Vũ, vậy Uyển Nhi thì sao? Uyển Nhi làm sao đây? Anh biết phải làm gì? Alo, Thần Hoàng đại nhân, thuộc hạ đã tra ra nơi giấu con gái ngài, hiện đang ở biên giới phía Bắc Long Quốc, vừa đi qua biên giới. Chu gia, hãy đợi đấy. Huyền Võ, tôi cho cậu 3 phút để tập hợp đại quân Thần Hoàng Điện, san bằng phương Bắc để cứu con gái tôi. Nếu con gái tôi xảy ra chuyện gì, diệt tộc phương Bắc. Chồng à, Uyển Nhi, con bé có thể trở về được không? Em yên tâm, Huyền Võ đã đích thân dẫn đại quân đi, hôm nay sẽ có tin tức thôi. Báo cáo, Bạch Long tham kiến đại nhân. Cho vào. Đại nhân, đã san bằng phương Bắc, tôi đã mang tiểu chủ nhân về. Lại đây, để ba ôm nào. Ba ơi, mẹ ơi, sau này con sẽ không ngang bướng nữa. Ba mẹ cũng đừng bỏ mặc con nha. Đường Vũ à, lúc đó là do em hiểu lầm anh. Em xin lỗi, thực lực của anh không chỉ có thế. Em yên tâm, anh đã hứa cho em một hôn lễ hoành tráng. Anh nhất định sẽ làm được. Lần này, vị trí trưởng tử Lục gia sẽ là của mình. Ba, anh Chí Minh không thể chết như vậy được. Bà nhất định phải báo thù cho anh ấy. Nghe nói là do người của Phượng Hoàng Thần Điện làm. Và lại, lúc đó tên tiểu tử Đường Vũ cũng có mặt ở đó. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn. Nó chỉ là con chó của nhà họ Đường mà thôi, không gây ra nổi sóng gió gì đâu. Yên tâm đi. Tên chết tiệt đó còn nói muốn tiêu diệt Lục gia chúng ta. Tên tiểu tử đó không có gì đáng để sợ. Bây giờ điều quan trọng nhất là nhúng tay vào chuyện của Phượng Hoàng Thần Điện. Đây mới là chuyện lớn. Con hiểu chưa? Phượng Hoàng Thần Điện là thần điện mà Tiêu Minh Phụng làm việc sao? Đúng vậy. Phượng Hoàng Thần Điện chịu sự quản lý của Thần Hoàng Điện, là một trong những thế lực mạnh nhất nhì hiện nay. Thần Hoàng của Thần Hoàng Điện lại là có sức mạnh vô địch. Nếu chỉ là một Phượng Hoàng Thần Điện, chúng ta vẫn có thể cố gắng đối phó được. Nhưng Điện Thần Hoàng cũng can thiệp vào việc này, nên nó càng phiền phức. Đường gia, tiểu gia tộc hạng 3 hạng 4 như Đường gia, làm sao có thể cùng một phe với người của Phượng Hoàng Thần Điện chứ? Dù sao đi nữa, cũng phải thật cẩn thận. Mẹ của Đường Vũ không phải vẫn còn trong tay chúng ta sao? Đây là con át chủ bài của chúng ta. Để Chu gia đứng ra thăm dò tình hình trước. Đại nhân, tối nay Chu gia tổ chức tiệc anh hùng ở khách sạn Kinh Hải, họ muốn tìm cách tiêu diệt ngài. Thú vị đấy. Vậy tôi sẽ triệu tập binh sĩ của Phượng Hoàng Thần Điện ngay. Tối nay chúng ta sẽ tiêu diệt hết 5 gia tộc còn lại. Đừng vội, cô và Bạch Long dẫn quân mai phục quanh khách sạn, chờ lệnh của tôi. Tuân lệnh. Tối nay Tô Hà ở bên cạnh anh là được. Anh muốn cả thế giới biết Tô Hà là vợ sắp cưới của anh. Tuân lệnh. Chúng tôi hành động ngay. Này, đây không phải là chị Tô Hà xinh đẹp sao? Ăn mặc quyến rũ như vậy, không hổ danh là người đẹp nhất Kinh Hải. Chẳng trách Tiêu Thiếu Gia và Lục Chí Minh đều thích cô. Cô chơi với tôi trước đi. Này, đừng đi. Không phải là tiền thôi sao? Anh đây cũng có. Miễn là cô phục vụ tôi thật tốt, cục tiền này sẽ là của cô. Đồ lưu manh, đồ hạ đẳng. Ăn mặc đoan chính thế mà, cậu muốn chết à? Buông ra. Anh chính là tên phế vật Đường gia. Không ngờ anh lại dám đến đây. Lát nữa thấy thế trận của chúng tôi thì đừng có mà sợ đái trong quần. Tôi đến đây chỉ muốn xem sáu đại gia tộc các người là thứ quái quỷ gì. Ngạo mạn, đừng nói nữa. Kể cả khi thần chủ của Phượng Hoàng Thần Chủ có đến cũng không làm được gì. Đường Vũ, tôi khen ngợi sự dũng cảm của cậu, nhưng tối nay cậu phải đền mạng cho con trai tôi. Tôi sẽ ở đây chờ ông, đừng làm tôi thất vọng. Hay lắm. Đợi đấy. Thiếu gia Lục Kiệt của Lục gia tới. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Chào gia chủ Chu gia. Ông thật không có thiện chí. Cái thằng chết tiệt,
đẩy Chu ra, ngồi ở vị trí chủ tọa. Trong khi anh trai cậu chết thay cậu, cậu còn dám đến đây hỏi tội sao? Trời ơi, ai dám chứ? Không phải là sợ làm phiền đến ông Lục nhà cậu sao? Cái thứ như Đường gia, cứ giao cho tôi và các gia tộc khác là được rồi. Ông cũng biết điều đấy. Một lát nữa tôi sẽ xem các ông dùng thủ đoạn gì để tiêu diệt Đường Vũ. Xin mời. Tôi nói này, các vị có ý gì đây? Mấy đại gia tộc các người, sao chỉ cử đến vài tên già yếu bệnh tật vậy? Đang đùa tôi à? Hay là uy tín của Chu Bạch Cường, tôi không đủ lớn? Ông chủ Chu, ông nghĩ nhiều rồi. Đối phó với Đường gia, mấy người như chúng tôi là đủ rồi. Chu Mạnh Cường, Lục gia nhường vị trí chủ tọa của 6 đại gia tộc cho ông. Đừng nói là ông thật sự nghĩ ông có thể thống lĩnh chúng tôi đấy. Hỗn láo, lại thiếu gia Lục thừa nhận địa vị của Chu gia. Gia tộc các người, sao dám khinh miệt Chu gia tôi hả? Đường gia đang ngồi ở đó, các người còn chưa tiêu diệt hắn, nội bộ đã bắt đầu lục đục. Đúng là một lũ hợp. Đường gia, ngoan ngoãn chờ chết đi. Cậu không chống lại được 6 đại gia tộc chúng tôi đâu. Chỉ là tôi không hiểu, đối phó với một tên phế vật như cậu ta, còn cần tổ chức tiệc anh hùng làm gì chứ? Thật lãng phí thời gian của tôi. Đường Vũ, tiêu diệt Tiêu gia, khiến con trai tôi bỏ mạng. Hôm nay, tôi sẽ tính sổ cậu từng thứ một. Cậu có bản lĩnh, cứ gọi tất cả người của Phượng Hoàng Thần Điện đến. Để tôi xem, ngoài trừ người của Phượng Hoàng Thần Điện, cậu còn con át chủ bài nào? Phượng Hoàng Thần Điện, đùa à? Anh hơi lạc hậu rồi đó, chuyện này mà còn không biết. Nhưng tôi cũng không lo chút nào. Gia chủ Chu gia đã sớm có kế hoạch toàn diện rồi. Đúng vậy, tiêu diệt Đường Vũ là điều đầu tiên tôi phải làm nếu muốn trở thành người đứng đầu 6 đại gia tộc. Để tôi cho ông tọa nguyện. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng. Còn không mau nhanh đón hai vị thần chủ đại nhân của Phượng Hoàng Thần Điện và Long Thần Điện. Đại nhân Long Thần Điện cũng đến ư? Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Sao có thể mời được hai vị đại thần chủ chứ? Tôi biết rồi, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Đường Vũ, thằng nhóc cậu, thật là cơ hội. Cậu sớm đã biết hai vị đại thần chủ sẽ đến, cho nên mới ở đây, để cố tỏ vẻ ra oai chứ gì. Tôi lại muốn xem thử hai vị đại thần chủ này sẽ giúp cậu hay không. Chu Phượng thần chủ, tôi đã chuẩn bị lễ vật cho ngài rồi. Mời ngài xem và nhận nó. Điều kiện nhận rất đơn giản, đừng nương tay với Đường Vũ. Điều này đối với ngài đơn giản mà. Lễ vật gì vậy? Hai cây nhân sâm nghìn năm, một viên Dạ Minh Châu thượng hạng của triều đại trước, thêm 1 tỷ tiền mặt. Tôi còn đang tưởng là bảo bối gì. Chỉ có thế thôi à? Đến chó nhà tôi còn chê, vậy mà cũng dám nói là bảo vật. Thật không thể nói nổi. Hỗn sược, thân phận của các người là gì mà dám hỗn láo với tôi? Thần Hoàng đại nhân, bố cáo thiên hạ, 3 tháng nữa sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng để rước Thần Hoàng phu nhân về dinh. Cái gì? Thần Hoàng cưới vợ sao? Không biết là tiểu thư nhà ai lại may mắn đến vậy, được gả cho Thần Hoàng đại nhân. Chẳng lẽ là người của Lục đại gia tộc sao? Phu nhân của Thần Hoàng đại nhân, e rằng phải là người có quyền lực ngút trời như đại tiểu thư Lục gia mới xứng với ngài ấy. Hóa ra Bạch Long thần chủ đại nhân đến đây chỉ để tuyên bố chuyện này, chứ không phải đến vì thằng nhãi Đường gia này. Đúng vậy, tên nhóc này làm sao có thể mời được hai vị đại thần chứ? Phu nhân của Thần Hoàng đại nhân là ai? Không biết chúng tôi có vinh dự được gặp gỡ hay không. Mời phu nhân lộ diện. Cô đứng lên làm gì? Đừng có làm mất mặt mũi như thế. Cô mau cút ra ngoài. Ai không biết còn tưởng con nhãi này là phu nhân Thần Hoàng. Đồ không biết xấu hổ. Trời, loại phụ nữ bán mình đến mức này, làm gì mà biết giữ thể diện chứ. Mời phu nhân bước lên phía trước. Mời phu nhân bước lên phía trước. Cái gì? Phượng Hoàng thần chủ, có phải ngài nhầm rồi không? Con nhỏ này chỉ là một món đồ rẻ tiền mà thôi. Hơn nữa cô ta đã kết hôn với tên khốn đó rồi. Này, cha hiểu rồi. Là Đường Vũ tặng Tô Hà cho Thần Hoàng đại nhân, cho nên mới được Phượng Hoàng thần điện bảo vệ. Đúng không? Ra là vậy. Tên nhãi Đường Vũ này thật biết cách bám váy đàn bà. Cậu không đáng mặt đàn ông. Hỗn láo, dám bất kính với phu nhân và Thần Hoàng đại nhân. Chán sống hả, Thần Hoàng? Ngài đùa tôi à? Tên phế vật nhà họ Đường kia sao có thể là Thần Hoàng được chứ? Đường Vũ, cậu đúng là biết diễn kịch mà, còn đóng cả vai Thần Hoàng. Suýt chút nữa là bị cậu lừa cho một vố rồi. Trời ơi, trí tưởng tượng của anh thật phong phú, thú vị hơn tên Tiêu gia kia nhiều. Dám đến tiệc anh hùng của tôi gây sự, cho dù là ai cũng đừng mong hôm nay sẽ sống sót ra khỏi đây. Người đâu, tiêu diệt bọn chúng cho ta. Các người làm gì vậy? Làm gì đấy?
Sức mạnh này, lẽ nào cậu thật sự là thần hoàng? Tôi có phải thần hoàng hay không không quan trọng, điều quan trọng là hôm nay Chu gia các người sẽ bị diệt vong. Lúc trước khi diệt Đường gia ta, ông có từng nghĩ đến kết cục hôm nay không? Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta không có gì để nói. Xin anh có thể tha cho Chu gia một con đường sống không? Ông nghĩ sao? Đại nhân tha mạng. Tất cả mọi chuyện đều do cha ép tôi làm. Muốn thì cứ lấy mạng ông ấy, đừng giết tôi. Ông hãy nhìn thằng con trai yêu quý của ông xem. Cho dù hôm nay tôi tha cho hắn một mạng, ông nghĩ sau này hắn có thể phục hưng được Chu gia sao? Tôi biết tung tích của mẹ cậu. Xin cậu tha cho Chu gia một con đường sống. Quả nhiên, được. Tôi đồng ý với ông. Mẹ của cậu bị giam ở Lục gia. Tiệc anh hùng đã thất bại hoàn toàn. Tên Đường Vũ này mạnh hơn chúng ta nghĩ. Rốt cuộc hắn có thân phận gì? Con đã điều tra được gì chưa? Vẫn chưa, con tận dụng tất cả các mối quan hệ, nhưng vẫn không tra được gì về hắn. Chỉ biết hắn có quan hệ với Phượng Hoàng Thần Điện. Không việc gì phải sợ. Chu Mạnh Cường đúng là một tên ngốc. Hắn thật sự cho rằng các đại gia tộc khác sẽ nghe lời hắn. Nhưng đâu ngờ, cha đã sớm triệu tập cao thủ của các đại gia tộc về phe Lục gia chúng ta. Các đại gia tộc cùng hợp lực, thì dù Chu Phượng Thần Chủ có đến chúng ta cũng không sợ. Lục gia chủ, mời ngồi bên này. Lục gia chủ, nghe nói ông đang giam cầm bà Khương Liên, mẹ của Đường Vũ, giam giữ suốt 7 năm dòng. Chẳng lẽ bà ta vẫn chưa nói ra bí mật đó sao? Nếu các vị không tin, có thể trực tiếp gặp Khương Liên. Con trai, đưa bà ta lên đây. Lục Hưng, đồ xúc sinh, tôi nói rồi, tôi không biết gì hết. Muốn chết à? Các người to gan thật đấy. Tiểu Vũ, không mang thuộc hạ đến sao? Đến một mình để nộp mạng à? Một mình tôi là đủ rồi. Cho dù ngươi có mạnh đến thế nào, cũng khó địch lại sức mạnh của 6 đại gia tộc bọn ta. Ngươi cũng chỉ là một con chó hoang có chút sức mạnh. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim Khôn Hồn Thì. Mau thả mẹ tôi ra. Đừng có khoác lác. Ngươi nghĩ bọn ta sợ ngươi sao? Tên nhát gan năm nào, bây giờ cũng học được cách tỏ ra nguy hiểm. Đúng là buồn cười. Ta nói đúng chứ? Dù ngươi có tỏ ra nguy hiểm thì chúng cũng chẳng ra làm sao. Tiểu Vũ à, con mau chạy đi. Bọn họ muốn hại con đấy. Bà già này sắp chết đến nơi còn lo nhoi. Tôi rút lưỡi bà ra làm gỏi bây giờ. Ngươi dám đánh ta, mau quỳ xuống xin lỗi mẹ ta ngay. Ngươi nghĩ chỉ ngươi mới có sức mạnh thôi sao? Thiên đàng có lối không đi, địa ngục không cửa, cứ thích đâm vào. Người đâu? Lục công tử, tôi thay mặt con tôi xin lỗi cậu. Cậu tha cho con trai tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật của Đường gia. Được thôi, nếu biết điều từ trước thì có phải tốt hơn không? Mau nói nhanh đi, mẹ à. Con sẽ đưa mẹ ra ngoài ngay. Con mau đi đi, và đừng bao giờ quay lại. Nói nhanh đi. Hôm nay người chết chắc rồi. Tiêu diệt hắn cho tôi, xông lên. Các người đừng hòng rời khỏi đây một bước. Lão Cố, ba người chúng ta sẽ tự tay xử hắn. Các người xứng sao? Hôm nay ta sẽ cho người biết thực lực thật sự của 6 đại gia tộc. Tự đề cao mình quá đấy. Biết thế nào là võ vương không? Lão Cố chính là người có võ công đạt tới cảnh giới cao thủ. Võ vương sao? Có mạnh hơn nữa thì đối với ta cũng chỉ là hạng cóc nhái. Mạnh miệng đấy, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Yếu thế, chưa ăn cơm hả? Gì thế này, làm sao có thể? Lão Cố, ông không sao chứ? Không thể nào. Tôi chưa từng gặp ai có võ công cao cường như vậy. Đây là người mạnh nhất của mấy người sao? Thế thì bây giờ đến lượt tôi. Ngươi đừng vội đắc ý. Ta nói cho ngươi biết, ta vẫn còn chiêu cuối. Triệu Tùng, Tôn Vĩ, xông lên. Một võ vương đánh không được ngươi, chẳng lẽ hai võ vương lại không xử được ngươi? Danh con, nếu ngươi vẫn cứ cứng đầu, lì lợm, thì đừng trách tại sao ông đây không nương tay. Anh Triệu, chúng ta sẽ đánh thế gọng tiền. Lão Cố, lên luôn. Sức mạnh này ít nhất cũng là cấp bậc võ tôn. Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại không ngờ hôm nay phải chết trong tay tàn dư của Đường gia. Sớm biết như vậy, ta đã đuổi cùng giết tận bọn chúng. Sao có thể chứ? Hai võ vương cũng không đánh lại ngươi. Đường Vũ, tất cả là do ngươi ép ta. Hôm nay ta muốn xem kẻ nào có thể ngăn cản được ta. Ông Trình, Lục gia mời ông xuất hiện.
Nhóc con, đừng tưởng rằng cậu có sức mạnh của võ tôn thì có thể coi trời bằng vung. Tuổi còn trẻ đã đạt được cảnh giới này là một chuyện hiếm có, nhưng tôi khuyên cậu mau ngoan ngoãn nhận thua, tôi sẽ thương tình tha cho cậu một mạng. Trình Tiến là người duy nhất ở Kinh Hải đạt tới cảnh giới của võ thánh Quan Vũ. Trong mắt tôi, ông cũng chỉ là hạng tôm tép, ngang ngược. Thằng danh nhà ngươi muốn chết phải không? Người phải chết chính là ông. Nực cười. Hôm nay ta sẽ xẻo thịt ngươi, để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên họ Trình. Không được động vào con trai tôi. Con đi đi. Đi càng xa càng tốt. Mẹ à, mẹ hãy tin con. Bây giờ con mạnh lắm, con có thể tiêu diệt họ. Con mau đi. Đường Vũ à, cha con đã mất rồi. Mẹ không thể nhìn con nối gót ông ấy. Hãy để cái mạng ra này, một mình gánh vác mọi thứ. Hãy để một mình mẹ chịu thôi. Mẹ à, tôi xin các người hãy buông tha cho con trai tôi. Tôi quỳ xuống cầu xin ông. Mẹ à, Đường Vũ, không phải vừa rồi con oai lắm sao? Đã rốt tiếng người, lại còn máu liều nhiều hơn máu não. Đường ra mấy người hôm nay phải chết tại đây. Trời tạo nghiệp thì có thể oán, tự tạo nghiệp thì không thể sống. Phim được dịch, mẹ kiếp, thằng chó này chết đến nơi còn dám ở đây ra vẻ. Đi chết đi. Con ơi, giờ đến lượt ông. Nói mà không biết ngược, chết đi. Ra tay nhanh thật, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không cần biết. Ta sẽ thiêu sống các ngươi. Con mau chạy đi. Mẹ, con có thể cứu mẹ. Con trai à, con chạy đi. Mẹ, các ngươi phải đền mạng cho con trai ta. Thuộc hạ cứu giá muộn, xin thần hoàng thứ tội. Chu Phượng, có. Mau chóng đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Vâng. Lục Hưng, người giết cha ta, giam cầm mẹ ta, đuổi cùng giết tận hơn 100 mạng người Đường ra. Người còn chưa đền mạng, sao dám bỏ chạy hả? Thần Hoàng, xin ngài tha mạng cho tôi, ngài thả tôi ra đi. Tôi sẽ nói cho ngài một bí mật. Năm đó, 6 đại gia tộc bày mưu tính kế tiêu diệt Đường ra. Kẻ đầu têu của năm đó là ai? Nói mau, là ai hả? Thần Hoàng đại nhân, ông ta bị trúng kịch độc, độc tố phát tán khắp cơ thể khiến ông ta tử vong. Quả nhiên chuyện Đường gia bị diệt tộc, có kẻ khác nhúng tay vào. Đằng sau chuyện này nhất định có âm mưu gì đó. Hãy tập hợp tất cả tình báo của Thần Hoàng điện, đi điều tra. Phải tra cho ra kẻ đứng sau 6 đại gia tộc là ai. Vâng. Vậy còn 6 đại gia tộc, chúng ta nên xử lý họ thế nào? Diệt hết cho ta. Tô Hà, những điều anh từng hứa, những gì anh nợ em, anh sẽ bù đắp cho em. Hôm nay anh sẽ tặng em một hôn lễ thật hoành tráng. Đường Vũ, em đã chờ ngày này rất lâu rồi. Này, đây là vị đại nhân nào vậy? Tổ chức hôn lễ hoành tráng ghê. Ngay cả 6 đại gia tộc cũng không bằng. Tần Vương mới lên ngôi, mấy ngày trước 6 đại gia tộc bị đuổi cùng giết tận, nghe nói là do Thần Hoàng Điện làm. Tiệc cưới hôm nay cũng có liên quan đến Thần Hoàng Điện. Chẳng lẽ là Thần Hoàng trong truyền thuyết? Còn nói nữa, Thần Hoàng đại nhân, coi chừng người bị xử tiếp theo là cậu đấy. Sợ gì chứ, cứ xem như Thần Hoàng Điện lập lại trật tự mới ở Kinh Hải. Kinh Hải sẽ không còn kẻ gây chướng khí nữa. Mạnh gia tôi sẽ có cơ hội vùng lên. Đây là cơ hội hiếm có, chúng ta phải bám chặt vào Thần Hoàng Điện này. Chỉ cần như thế, chúng ta sẽ trở thành một trong những thế lực lớn ở Kinh Hải và có khi là cả Long Quốc này. Này, đây không phải là tên phế vật của Đường gia và cô vợ thấp hèn sao? Đây là tiệc cưới của Thần Hoàng Điện, không phải là nơi mà hạng người như các ngươi có thể đến. Nếu tôi đoán không sai, mấy người cũng muốn dựa vào Thần Hoàng Điện để chuyển mình. Cầm lấy tiền, rồi mau chóng cút đi. Tôi không cần mấy tờ tiền dơ bẩn của ông. Con danh này, ngươi chọc nhầm người rồi đó.
Ngươi muốn chết à? Ngươi là cái thá gì? Lúc sáu đại gia tộc tiêu diệt Đường gia, cái thứ nhát gan như ngươi đã trốn ở đâu? Bây giờ sáu đại gia tộc bị tiêu diệt, Đường gia còn nghĩ đến chuyện xoay người sao? Có ta ở đây. Các ngươi đừng nằm mơ. Ngươi là ai? Đến gia chủ Mạnh gia cũng không biết mà dám phách lối ở đây. Mạnh gia ở Kinh Hải chỉ đứng sau sáu đại gia tộc. Loại rác rưởi như ngươi cũng xứng đến nơi này sao? Đồ vô dụng, dám coi thường Mạnh gia bọn ta. Ta không chỉ coi thường các ngươi, mà chỉ cần ta nói một câu cũng đủ để khiến cho Mạnh gia các ngươi tan thành mây khói. Mạnh miệng đấy, dám ngạo mạn trước mặt Mạnh Dương này, quỳ xuống, nếu không thì ta sẽ cho người tiêu diệt Đường gia. Kinh Hải này có lắm thứ giữ nhỉ? Điên rồi à? Dám ngỗ ngược với gia chủ Mạnh gia, đồ rác rưởi, có tin là ta đánh nát xương, để phần đời còn lại của ngươi chỉ có thể nằm trên giường. Khách quý của Điện Thần Hoàng đến. Tham kiến các vị đại nhân Thần Vương Điện. Ba người này có mắt như mù, trà trộn vào yến tiệc. Tôi đã chặn bọn họ lại, xin Thần Vương chỉ giáo nên xử lý chúng như thế nào. Hỗn sự, dám vô lễ với Thần Hoàng. Hắn là Thần Hoàng sao? Sao có thể thế được? Mắt người phàm sao có thể nhận ra chân thân của Thần Hoàng? Người này mà là Thần Hoàng sao? Có thể gặp được Thần Hoàng là phúc ba đời của tôi. Vừa rồi ngươi nói muốn lấy mạng ta mà. Thần Hoàng đại nhân tha mạng. Chỉ có tấm lòng Bồ Tát mà không có pháp chế nghiêm minh thì không thu phục được lòng người. Từ hôm nay trở đi, ở thành phố Kinh Hải này sẽ không còn chỗ cho Mạnh gia nữa. Thần Hoàng đại nhân uy vũ vô song, nhìn thấu mọi việc. Nếu có người chống đối thì diệt tộc người ta. Sao Thần Hoàng điện của mấy người tàn nhẫn quá vậy? Thần Hoàng điện làm việc thế nào cũng không đến lượt ngươi phán xét. Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi có thể xúc phạm ta, nhưng không được phép xúc phạm vợ ta. Người đâu? Lôi bọn họ xuống. Tôi không phục. Cung kính mời Thần Hoàng cùng phu nhân và tiểu chủ nhân tiến lên sân khấu. Chúc Thần Hoàng và phu nhân bách niên dài lão, răng long đầu bạc. Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, ân ái dài lâu. Được rồi, các vị có mặt tại đây hôm nay, tất cả đều sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần Hoàng. Cảm ơn Thần Hoàng ban phước. Đây là quà cưới tôi tặng Thần Hoàng. Nấm linh chi nghìn năm, trị giá 30 triệu. Món quà của tôi cũng không thua kém. Nhân sâm 700 tuổi, trị giá 35 triệu. Tốt lắm, vợ tôi sẽ dùng nó để pha trà uống. Ông xã à, thế thì lãng phí quá. Không phải anh đã nói rồi sao, anh sẽ cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Thần Hoàng đại nhân, ngài phải xem quà của tôi. Đây là dương kho báu tôi mua được từ nhà đấu giá Sotheby's, trị giá 120 triệu. Vương gia thật là hào phóng, còn tặng cả một bộ ấm trà cổ, hơn 100 triệu làm quà cưới. Mọi người, hôm nay nhân dịp hôn lễ, tôi có vài chuyện muốn thông báo. Thứ nhất, phải giữ kín bí mật về thân phận của tôi. Các gia tộc ở đây, tất cả đều được tôi cẩn thận lựa chọn để tham gia xây dựng lại trật tự mới ở Kinh Hải. Nếu ai dám tiết lộ danh tính của tôi, thì tôi sẽ không để yên đâu. Tuân mệnh. Thứ hai, tôi tuyên bố thành lập tập đoàn Đường Thị. Vợ tôi Tô Hà sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Toàn bộ quyền lực và nghĩa vụ của sáu đại gia tộc ở Kinh Hải trước đó đã như gió thoảng mây trôi, nhưng sản nghiệp mà họ để lại vẫn cần gia tộc của các vị ở đây đảm nhận và tiếp tục phát triển. Hoan nghênh các gia tộc tích cực hợp tác với tập đoàn Đường Thị của chúng tôi. Kinh Hải thật sự đã thay đổi rồi. Sau này Đường gia sẽ là chủ Kinh Hải. Sản nghiệp đó chỉ là hợp đồng mấy ngàn tỷ thôi. Thần Hoàng trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn không độc đoán giống sáu đại gia tộc đâu. Tôi muốn gia nhập Đường Thị. Mọi người còn không mau cảm tạ Thần Hoàng. Tạ ơn Thần Hoàng. Mời cô đi lối này. Tô Tổng, cô thấy thế nào? Đây là phòng Tổng thống tôi dành riêng cho cô. Phòng dạng này chuyên dùng cho khách VIP bên tôi. Được, cảm ơn Vương Tổng. Mời cô qua lối này, tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô rượu La Pha năm 1982. Chúng ta uống một ly đi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Tổng không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân ở Kinh Hải. Cô mang một vẻ đẹp khiến người khác rung động. Cảm ơn Vương Tổng. Hay là chúng ta bàn chuyện hợp tác trước? À, chuyện này không vội. Chúng ta vừa tâm tình, vừa bàn chuyện.
Tô Tổng. Ý của tôi là vừa tâm tình, vừa bàn chuyện. Anh thật to gan, chồng tôi là thần hoàng đấy. Sao anh dám? Thần hoàng thì sao? Bây giờ hắn có thể tới cứu cô không? Tô Tổng, cô đừng quên tôi đã tặng cô kho báu trị giá 100 triệu. Cô nên hiểu, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả. Mặc nó đi. Anh dám đắc tội với tôi? Tô Hà, cô đừng quên, với cái giá bên cô đưa ra, lần hợp tác này khiến Vương gia bị lỗ một khoản lớn, làm ăn thua lỗ thì phải kiếm thứ khác bù vào chứ. Cô thấy có đúng không? Tôi không hợp tác với anh nữa. Tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Vương Quốc Thiên tôi đã thích người phụ nữ nào thì người đó đừng hòng rời khỏi nơi này. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Anh đã cho gì vào rượu của tôi? Tất nhiên là thứ khiến cô muốn ngừng mà không được. Tối nay tôi sẽ từ từ thưởng thức cơ thể mỹ miều của vợ thần hoàng. Đồ đê tiện, ngoan nào, lát nữa tôi sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác sướng như tiên. Cô yên tâm, tôi sẽ không cưỡng ép cô. Lúc nãy tôi đã cho cô uống loại thuốc ngoại nhập xịn nhất. Một lát nữa thôi, cô sẽ chủ động quyến rũ tôi. Đường Vũ, anh ở đâu? Hãy mau đến cứu em. Kêu nữa đi, kêu to lên. Chồng cô làm sao biết được bây giờ cô đang ở đâu chứ? Tên họ Vương kia, anh không sợ thần hoàng nổi giận sao? Thần hoàng nổi giận, eo ơi sợ quá. Nhưng chồng cô đang bận mở họp, hắn không thể đến cứu cô được. Và lại, tối nay tôi đã chuẩn bị thuốc đặc hiệu cho cô. Uống nó vào, tối nay có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ quên. Ông xã, anh đâu rồi? Cứu em với. Vương Quốc Thiên, anh chán sống rồi đúng không? Thần hoàng đại nhân, ông xã, cuối cùng anh cũng đến. Vương Quốc Thiên, anh thật to gan. Anh biết rõ thân phận của tôi mà vẫn dám tơ tưởng đến vợ tôi. Anh muốn chết phải không? Tôi đáng tội chết. Ngài tha cho tôi đi. Không chỉ một mình anh đáng chết, mà cả nhà anh đều phải chết. Thần hoàng đại nhân, là do tôi ngu ngốc nên bị kẻ khác sai khiến. Tôi tự làm tự chịu. Xin ngài đừng chút giận lên vương gia. Nếu anh bị người khác sai khiến, tôi sẽ tha cho anh một mạng. Tội chết có thể tha, nhưng mà tội sống không thể tránh. Cảm tạ thần hoàng đại nhân đã tha mạng. Cảm ơn là xong sao? Thần hoàng đại nhân, tôi tình nguyện dâng tài sản của vương gia cho tập đoàn Đường Thị. Được đấy, vậy thì chuyện này kết thúc ở đây. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện cũ, nhưng nếu tái phạm, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu. Không dám nữa, tôi không dám làm thế nữa. Xem ra anh cũng là một người khôn khéo, biết tiến biết lui, được làm việc cho. Thần hoàng đại nhân, là phúc ba đời của tôi. Cô gái ở chỗ đối diện là ai thế? Ở Kinh Hải này, tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô gái kia. Vương thiếu gia, đó chính là đệ nhất mỹ nhân Kinh Hải mà người ta hay đồn từ khi 6 đại gia tộc bị tiêu diệt. Cô ấy đã được trao trả thân phận tự do. Ồ, đệ nhất mỹ nhân Kinh Hải sao? Qua kia, bảo cô ta đến đây uống với tôi một ly. Tô Hà, Vương thiếu gia muốn mời cô uống rượu, mời cô đi theo tôi. Được Vương thiếu gia mời là phúc của cô. Đừng không biết điều như thế. Ai mà dám hống hách thế, dám đánh người của tôi? Một thằng nhãi miệng còn hôi mùi sữa cũng dám đến đây dạo oai, đánh người của tôi, còn muốn bỏ chạy. Đối mặt với bọn tà tộc ngoại thành, tôi chưa từng ngán ai bao giờ. Đám rác rưởi các cậu chẳng xứng để tôi đếm xỉa. Ra vẻ cái gì, cái hạng người không biết trời cao đất dày như anh. Vương thông tôi đã xử lý không biết bao nhiêu tên như thế ở Kinh Hải này. Cậu ép vợ tôi uống rượu cùng cậu, tội lỗi rành rành còn không biết hối cải. Láo thật, ở khu này Vương thông tôi muốn gì chỉ cần nói một tiếng là được. Tôi muốn ngủ với người phụ nữ nào cũng không ai dám cản tôi. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng tự chặt một tay của mình, tôi sẽ tha cho cậu. Lâu lắm rồi chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Tôi không cho phép một kẻ ngông cuồng như vậy tồn tại. Người đâu? 6 đại gia tộc đã bị diệt vong. Vương gia là vua của đất Kinh Hải này, xông lên cho hắn biết tay.
thằng khốn. Dù anh có giỏi cỡ nào, cũng không dám động vào tôi, càng không dám động đến vương gia. Tôi đánh cậu thì sao, anh dám đánh tôi? Phải đấy, thì sao? Vương gia sẽ không tha cho anh, trông cậu cũng ngoài đấy chứ. Sao, vương gia sẽ không tha cho anh, vương gia trông cũng ngoài đấy nhỉ? Bây giờ tôi cho anh cơ hội xin tôi tha mạng, anh có tin, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, anh sẽ bị đánh chết ngay không? Được thôi, tôi cho cậu thời gian để gọi điện thoại đấy. Gọi đi, được. Anh đừng hối hận, tôi sẽ chơi tới bến với cậu. Vương thiếu gia, tên này lợi hại quá. Hôm khác chúng ta tính sổ với hắn sau. Cút đi, mẹ kiếp. Nếu hôm nay tôi cứ thế bỏ đi, sau này còn mặt mũi nào ở Kinh Hải nữa. Đi mau, gọi tất cả anh em ra đây cho tôi. Phải cho hắn biết kết cục của mình khi dám đắc tội với tôi. Chào Vương thiếu gia. Tốt, tôi cho anh cơ hội cuối để nhận lỗi. Anh quỳ xuống cầu xin tôi, sau đó để người phụ nữ của anh ngủ với tôi một đêm. Tôi sẽ tha cho anh. Dám đụng đến vợ tôi, cậu chết chắc rồi. Anh mở to mắt chó của anh ra mà xem. Bây giờ anh chỉ có một mình, còn tôi có rất nhiều người. Nếu chỉ có mỗi đám tôm tép này thì nửa đời sau của cậu chắc kèo ngồi xe lăn rồi. Thằng danh ngông cuồng vừa phải thôi. Đợi anh họ tôi đến, để xem anh còn dám canh kiểu nữa không. Được thôi, để tôi xem hắn là thần thánh phương nào. Anh họ, anh đến rồi. Vương Thông, nói cho anh biết ai dám đánh cậu. Chẳng lẽ hắn không biết ai là người có quyền nhất đất Kinh Hải này? Bây giờ vương gia đã là đại gia tộc ở Kinh Hải, chính là hắn. Là tên nào? Chán sống vậy hả? Là tôi đây. Anh có ý kiến gì không? Đường Vũ, Đường Vũ đại nhân. Anh họ, sao anh lại quỳ? Anh đang làm gì thế? Sao lại quỳ xuống? Anh điên à? Sao lại đánh tôi? Cậu im miệng. Cậu có biết người này là ai không? Cậu chán sống rồi hả? Vương Quốc Thiên, đây là tác phong làm việc của vương gia sao? Tôi rất thất vọng. Đại nhân, việc em họ tôi làm không liên quan gì đến tôi hết. Bình thường nó luôn lợi dụng danh tiếng nhà tôi để tác quái tác quái. Chúng tôi cũng lười nói hắn, không ngờ hôm nay nó lại chọc giận ngài. Tôi xin được tạ lỗi thay nó. Vương Thông quỳ xuống. Anh à, hắn bắt nạt em, leo lên đầu em ngồi, sao em phải quỳ gối trước hắn chứ? Đồ ngu, có biết trước mặt cậu là ai không? Cậu chán sống rồi à? Anh à, có cần phải làm thế không? Ở Kinh Hải này, có ai dám đắc tội vương gia chúng ta? Ai cho cậu lợi dụng danh tiếng của vương gia để làm nhục người khác? Sao cậu dám coi trời bằng vung thế hả? Thứ láo ghét này. Vương Thông, mấy năm nay cậu đã làm cái gì? Cậu đừng tưởng tôi không biết. Bắt cậu quỳ là cho cậu cơ hội giữ mạng sống. Anh điên hả? Anh đừng bị thằng chó này lừa. Loại người như hắn, em xử mười mấy thằng một năm. Cho cậu cơ hội cuối cùng, quỳ hay không quỳ? Đủ rồi, tôi không có thời gian để xem anh dạy dỗ cậu ta. Chân của tôi. Vương Quốc Thiên, tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Đại nhân à, đều là lỗi của Vương Thông. Tôi đã phế hết tứ chi của cậu ta rồi, ngài hãy tha cho cậu ta một con đường sống. Ý tôi là phế hết tứ chi của tất cả bọn họ, nhưng vì biểu hiện của anh rất tốt nên phế mỗi người một tay là được. Còn chờ gì nữa? Còn đợi tôi ra tay sao? Vương Quốc Thiên, tôi không muốn chuyện như vậy có lần thứ hai. Bảo người của anh cút nhanh đi. Vâng thưa ngài, đi mau. Báo cáo thần hoàng, đã tìm được vị trí của Đường Vi. Tốt lắm, tiểu thư Đường Vi bị một chiếc ô tô màu đen chở đến một nhà máy ở ngoại ô. Đúng là to gan, dám bắt cóc em gái tôi. Em tôi mà mất một sợi tóc nào thì bọn chúng tới số với tôi. Mẹ ơi, chuyện gì thế? Tiểu Vũ, mẹ nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, bảo mẹ mang tiền đến chuộc Đường Vi. Mẹ đừng lo, bây giờ con sẽ nhanh chóng qua đó, con nhất định sẽ đưa Đường Vi bình an trở về. Nhưng mẹ à, mẹ tin con đi. Đi thôi. Alo. Vâng chủ nhân, tôi đã lấy được lòng tin của Đường Vũ rồi. Đường Vũ ức hiếp người quá đáng, tôi phải tận mắt nhìn thấy hắn chết. Cô gái bị đưa đến tối nay, trông ngon đấy.
vẻ ngoài quyến rũ, cơ thể thơm tho, đứng cách mấy mét mà tôi cũng thấy thơm. Không chừng tối nay anh em mình có số hưởng đấy. Nghe nói cô ta là thiên kim tiểu thư, hàng cao cấp đấy. Đúng là chán sống. Anh là ai? Tế Lân, hành động. Lục soát cho kỹ. Có lẽ Đường Vi đang bị nhốt ở đây. Anh cô đã giết ba tôi. Hôm nay tôi sẽ cho tên khốn đó nếm thử cảm giác bị mất đi người thân. Hai người nên xử sự biết điều cho tôi. Nếu không, trước khi hai người chết, tôi không ngại được say đắm trong vòng tay của hai mẹ con xinh đẹp các người. Có gan thì cứ nhắm vào tôi, không được hại mẹ tôi. Con danh này, lúc Đường Vũ sát hại ba tôi, sao hắn ta không nương tay? Đường Vũ, cứ kệ em, anh mau cứu mẹ đi. Ôi chà, tôi gặp được ai thế này? Đây không phải là tên phế vật Đường ra sao? Anh trốn chui trốn nhủi mấy năm nay, đến khi sáu đại gia tộc bị tiêu diệt, anh mới dám ló mặt ra tìm chết sao? Nếu muốn cứu cô ta thì mau quỳ xuống. Chắc cậu chán sống rồi nhỉ? Tôi chán sống sao? Hôm nay cả nhà anh sẽ phải đền mạng cho ba tôi. Mẹ à, mẹ không sao. Con mau cứu Đường Vi đi. Chỉ một cái bẫy nhỏ đã có thể khiến người của Đường ra tự tìm đường đến chỗ chết. Anh trai, cháu trai và các bậc trưởng bối của Trình gia, ngày hôm nay Trình Minh sẽ báo thủ cho cả nhà. Thả con gái tôi ra. Có chuyện gì thì cứ tính sổ với tôi. Mẹ ơi, tình mẹ con thắm thiết nhỉ. Tôi cảm động lắm. Cảm động đến sắp khóc rồi. Tôi có tiền, cậu muốn bao nhiêu, tôi cho cậu bấy nhiêu. Miễn là cậu không làm hại con gái tôi. Tiền có thể làm ba tôi sống lại không? Khi ba tôi còn ở đây, tôi có thể tung hoành ở Kinh Hải. Giờ ba tôi không còn nữa, tôi chỉ có thể trốn tránh như một con rùa. Tất cả đều do anh hại tôi. Là tôi giết ba anh. Oan có đầu, nợ có chủ. Không liên quan gì đến người nhà tôi. Mau thả họ ra, đừng có ra vẻ đồ phế vật. Bảo người của anh cút đi. Nếu không hai người này sẽ chết ngay bây giờ. Cậu còn yêu cầu gì nữa không? Đường Vũ, không phải anh rất tự cao sao? Nào, quỳ xuống nói chuyện. Đường Vũ, đầu gối đàn ông rát vàng, anh đừng quỳ. Không sao đâu Đường Vi. Anh à, trước đây anh đã không chăm sóc tốt cho em. Bây giờ chỉ cần em bình an, quỳ gối chỉ là chuyện nhỏ. Đừng mà. Trình Minh, tôi nói cho anh biết, con gái Đường gia không sợ chết. Có ngon thì anh ra tay đi, càng lúc càng thú vị. Mẹ ơi, anh à, em xin lỗi vì lúc trước đã ngỗ ngược với anh. Chúng ta chỉ mới trùng phùng không bao lâu, nhưng em rất vui vì có thể gặp lại anh. Đời này em không còn mong gì hơn nữa. Ba không lừa em, anh trai em là đại anh hùng của Đường gia. Đại anh hùng sao? Ai là anh hùng? Bà là đại anh hùng à? Hay là cô? Nhìn anh cô đi, hắn đang quỳ trước mặt tôi kia. Trông hắn có giống con chó không? À không, hắn là thứ vô dụng. Trình Minh, dù tôi biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh. Cái miệng cô cũng ghê gớm đấy. Cô nghĩ tôi không dám xử cô sao? Mẹ ơi, anh ơi, kiếp sau Đường Nhi vẫn muốn làm người thân của hai người. Tề Lân, cứu người. Anh thật sự là thần hoàng. 7 năm trước, sáu đại gia tộc các người hại cha tôi. Nhà họ Trình của cậu cũng có phần. Hôm nay cậu còn dám bắt nạt em gái tôi, lăng mạ mẹ tôi. Cậu cũng to gan thật. Anh thật sự là thần hoàng à? Sáu đại gia tộc kia đều do anh tiêu diệt. Nói đi, cậu muốn tôi tiễn cậu thế nào? Không, không phải. Tôi không biết anh là thần hoàng. Tôi đáng đời, tôi khốn kiếp, tôi đáng bị trừng phạt. Được rồi chứ, tôi cầu xin anh, anh tha cho tôi đi. Tha cho cậu ư? Tôi thật sự không biết anh là thần hoàng. Tôi biết rồi, là do Tiêu Minh Phụng. Là Tiêu Minh Phụng báo tin cho tôi, là cô ta bảo tôi hãm hại anh. Cậu nói những điều này chẳng có giá trị gì với tôi cả. Đợi đã, thần hoàng, tôi còn biết Tiêu Minh Phụng. Cô ta có người chống lưng. Người đó là người đứng phía sau. Tiêu Minh Phụng là người đó là hắn đã trúng kịch độc từ trước rồi. Không biết vì sao độc tính lại phát tác đột ngột. Quả nhiên phía sau Tiêu Minh Phụng vẫn còn có người khác. Người đứng sau cô ta là ai chứ? Chẳng lẽ là Tây Cực Long Vương sao? Dù đó là ai, tôi cũng sẽ tìm ra hắn. Kêu gọi toàn bộ thần hoàng điện điều tra. Vâng. Tên họ Đường kia, nghe rõ cho tôi, các người đã bị bao vây rồi. Biết điều thì mau quỳ xuống cho tôi, để người của ông đây trói các người lại.
Cậu lại là tên chó hoang, không biết tốt xấu nào đây. Cậu không nhìn xem ông đây, dẫn bao nhiêu người đến à? Dám hoành hoang như vậy. Cậu mở to mắt ra nhìn xem, trong tay tôi là ai đây? Bà ơi, cứu con với. Cậu ăn gan hùng gan cọp hay sao mà to gan thế? Dám bắt cóc con gái tôi. Nghe kỹ đây, ông đây tên Chu Tín, là người may mắn sống sót của nhà họ Chu. Mấy năm nay vẫn luôn làm lính đánh thuê ở nước ngoài, tiêu diệt toàn tộc của tôi. Tôi muốn cậu phải đến mạng. Được thôi, cậu đã tự mình đến tận cửa, vậy tôi đỡ phải đi tìm rồi. Đường Vũ, tôi không biết sau lưng cậu là ai, hắn lợi hại thế nào. Tôi chỉ biết lăn lộn trong xã hội phải dựa vào thực lực. Có thấy súng trong tay tôi không? Cho dù cậu có tài giỏi đến đâu cũng không thể né được đạn của tôi. Vậy cậu thử xem súng của cậu có uy hiếp được tôi không. Nghe thấy không? Nghe thấy chưa hả? Ai không biết, còn tưởng anh mới là người cầm súng chĩa vào đầu tôi đấy. Đường Vũ, còn không quỳ xuống, phát súng đầu tiên của tôi sẽ bắn gãy chân của con gái anh trước. Chu Tín, anh đừng làm bậy. Anh đã quên năm đó anh rời khỏi nhà họ Chu như thế nào ư? Bây giờ anh lại giúp những người từng khinh thường anh báo thù sao? Đường Vi, sao cô lại ở đây? Chu Tín, đứa bé trong tay anh là cháu gái của mẹ tôi. Niệm tình năm đó mẹ tôi đã cứu anh khỏi Chu gia. Thả con bé ra đi. Lúc trước đúng là mẹ cô đã cứu tôi, nhưng lần này tôi về cũng không phải chỉ để trả thù. Tôi cũng chỉ làm theo chỉ thị của người khác thôi. Đừng ép tôi, đó đều là những người các người không nên động vào. Tôi không quan tâm người đứng sau cậu là ai. Hôm nay con gái tôi mà mất một sợi tóc nào thì ở đây không một ai được sống sót. Được thôi, vậy thì tôi sẽ tiễn con gái cậu đi trước. Chu Tín, tôi quỳ xuống xin anh, xin anh hãy tha cho con bé một mạng. Đường Vũ, cậu đang lấy mạng sống của con gái cậu cược với tôi à? Đường Vũ, anh có biết mình đang làm gì không? Đừng lo, cậu ta không làm hại con bé được đâu. Uyển Nhi, đừng sợ, kẻ xấu đã bị ba tiêu diệt rồi. Báo cáo thần hoàng, Huyền Võ đã về, thuộc hạ đến muộn. Xin thần hoàng thứ tội, dọn dẹp hiện trường đi. Tôi không muốn người nhà tôi nhìn thấy máu khắp nơi. Chủ nhân, Huyền Võ đã xuất hiện. Hiện tại thực lực của tứ đại chiến thần đều đã rõ ràng, xin hãy tiến hành bước tiếp theo. Chú ý đừng đánh rắn động cỏ, nhất định phải xử lý từng người một. Đã hiểu. Đường Vũ, anh dám hủy hoại nhà họ Tiêu của tôi, tôi sẽ khiến anh nợ máu trả máu. Đã đưa trước 100 triệu cho anh rồi, sau khi xong việc tôi sẽ đưa thêm 100 triệu. Nhớ kỹ, tôi muốn Đường Vũ tận mắt chứng kiến từng người thân của anh ta mất mạng. Tiểu Vi, canh gà hôm nay hợp khẩu vị chứ? Mẹ, sau này mẹ đừng tự nấu ăn nữa. Bây giờ anh hai đã về rồi, mẹ cũng có thể hưởng phúc rồi. Tôi là bác sĩ của cô ấy, trưởng khoa Mạnh. Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài trước. Chuyện gì vậy? Không phải nói tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện sao? Lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật. Vâng. Không, đợi đã. Này, bà muốn con gái bà chết à? Tôi là bác sĩ, bà cứ yên tâm, chỉ là kiểm tra thông thường thôi. Tiểu Vi, Tiểu Vi à, mẹ, mẹ sao vậy? Tiểu Vũ, Tiểu Vi bị một bác sĩ họ Mạnh đưa đi rồi, nói nó phải phẫu thuật ngay. Phẫu thuật ư? Đúng. Tẩy Lân đâu? Đi mua thuốc rồi, tạm thời không liên lạc được. Được rồi, mẹ yên tâm đi.
anh làm gì vậy? Yên tâm đi, đây là thuốc an thần, nhập khẩu từ nước ngoài. Chỉ cần tiêm một mũi thôi, chắc chắn sẽ khiến cô ngủ ngon. Không, anh gạt tôi. Anh không phải là bác sĩ. Anh, đừng lại đây, tiện nhân. Đây là lỗi của cô. Ngoan nào, cho anh đây vào đi. Cởi quần ra. Anh đây tiêm cho cô. Tôi nhận ra anh là người của nhà họ Mạnh. Trí nhớ khá tốt đấy. Nhưng cũng phải lên đường rồi. Đừng trách tôi. Muốn trách thì phải trách tên anh trai đó của cô. Nhân lúc tôi không ở nhà họ Mạnh, tiêu diệt gia tộc của chúng tôi. Tôi chẳng qua là lấy lại chút tiền lãi thôi. Bác sĩ Mạch đang kiểm tra cho bệnh nhân, không có phận sự miễn vào. Anh là ai? Anh là ai? Anh làm gì vậy? Anh buông ra cho tôi. Chán sống đúng không? Tiểu Vi à? Tiểu Vi bị sao thế này? Mẹ, không sao đâu. Phim được con bé chỉ ngất xỉu thôi. Lồng tiếng tại phim châu Á. Rốt cuộc ai bảo anh làm hại em gái tôi? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi chỉ đang kiểm tra thông thường thôi. Con ra mồm. Mau cứu tôi. Anh đừng làm phiền tôi, kiểm tra cho bệnh nhân. Sao anh dám động tay với bác sĩ Mạnh? Thật là có mắt như mù, không phân biệt được tốt xấu. Bác sĩ Mạnh tốt bụng cứu em gái của anh, anh còn đối xử với anh ấy như vậy, làm ơn mắc oán mà. Cút đi. Tôi hỏi lần cuối, rốt cuộc là ai bảo anh làm hại em gái tôi? Tôi không biết anh đang nói gì. Anh gây sự vô cớ vừa thôi. $100 triệu, nhận được vào nửa tiếng trước. Đây là tiền thù lao để anh hại em gái tôi phải không? Không sai, bị anh phát hiện rồi. Đây là kế hoạch của Tiêu Minh Phụng. Tiêu Minh Phụng, cô ta đã nắm giữ thế lực của 6 đại gia tộc rồi. Anh cứ chờ đấy đi. Anh là người nhà họ Mạnh, không sai, Mạnh Dương là em trai tôi. Anh còn nhớ nó không? Nó chết rất thảm đấy. Tôi nên khiến đường ra các người, không còn ai sống sót cả. Thằng khốn. Nhớ năm đó, 6 đại gia tộc các người sát hại chồng tôi. Bây giờ lại muốn hại con gái tôi. Chồng bà đáng chết. Nhà họ Đường các người đáng bị diệt. Tôi nên khiến nhà họ Đường tàn tác không còn một ai. Kinh Hải nên để 6 đại gia tộc chúng tôi nắm giữ. Chắc là bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ. 6 đại gia tộc đã bị tôi tiêu diệt rồi, chỉ còn lại những tàn dư như anh thôi, tên họ Đường kia. Anh dám đánh tôi? Biết tại sao đám tàn dư chúng tôi lại dám chống lại anh không? Phim được nói thật cho anh biết, thế lực phía sau chúng tôi là Tây Cực Long Vương. Chỉ cần có Long Vương, Kinh Hải sớm muộn gì cũng do chúng tôi nắm giữ. Vậy sao? Cú đá này là để nói cho anh biết, cái các người gọi là 6 đại gia tộc trong mắt tôi chỉ là một vài con kiến có thể bị dẫm bẹp bất cứ lúc nào. Xuống dưới đoàn tụ với người nhà họ Mạnh các người đi. Bạch Long, bắt đầu từ hôm nay, lục soát toàn bộ Kinh Hải để tìm đám tàn dư của 6 đại gia tộc, tiêu diệt toàn bộ.